của ngôi sao đương thời tuần này chính là nam ca sĩ đang được khán giả yêu mến, ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Ít ai biết đằng sau ánh hào quang đó là một quá khứ bốc đồng của tuổi trẻ. Mình cứ nghĩ trong đầu á, mình hồi xưa mình mới trẻ mà suy nghĩ nó còn non nớt, mình nghĩ trong đầu cái bố mẹ ly dị mình buồn quá, rồi mình không có gì để mất hết, mình cứ quậy phá hoài vậy. Rồi xưa đi học á, lúc mà học phổ thông á, em đã bỏ học rồi. Là những khó khăn trước khi đến với âm nhạc. Trong cái thời gian mà em bước vô Sài Gòn á, tại vì em không quen ai, ban đầu em phải vô em đi làm, xin làm phục vụ nè, rồi xin làm tiếp tân, rồi tất cả các nghề. Hãy lắng nghe những câu chuyện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.